Các cháu ơi, các cháu có biết nhà bạn Cốm ở đâu không? Ông đang đi tìm bạn Cốm đây. Bạn Cốm hư lắm. Bạn Cốm không nghe lời bố mẹ sao ấy? Hôm nay thấy bố mẹ bạn Cốm gọi điện cho ông. Nói rằng bạn Cốm hư quá đi. Bạn Cốm không chịu nghe lời bố mẹ. Lại hư quá, nghịch quá. Hôm nay ông đang tìm bạn Cốm, các cháu có biết nhà bạn Cốm ở đâu không? Ông đang tìm mãi mà không thấy. Các cháu chỉ cho ông phát để ông đến nào. Ông đến ông bắt bạn Cốm đi. Bạn Cốm hư lắm rồi đấy. Bạn Cốm đã chịu nghe lời bố mẹ chưa? Đã ngoan chưa? Nếu mà cứ không ngoan là tối ông đến, ông cắn một phát vào chân, nếu ông bắt đi đưa vào rừng sâu không bao giờ trở về nữa. Hãy ngoan ngay, lập tức ngoan ngay nhá, đi ngủ luôn, không có hư gì nữa, không có quấy gì nữa. Không là không xong với ông đâu.